Từ xưa đến nay, người phụ nữ được coi là cội nguồn phong thủy của gia đình, là người đem lại vận khí và phúc khí cho gia đình, nên cái tâm của họ là rất quan trọng. Có câu nói, tướng do tâm sinh, mang ý nghĩa là nhìn vào hết thảy hoàn cảnh xung quanh, lời nói, cử chỉ của một người, người ta có thể đoán biết được phẩm đức và tâm tính của người đó. Từ phẩm đức, tâm tính đã có thể đoán biết được vận mệnh và phúc báo của một người. Như vậy, để nhận biết một người phụ nữ có phúc báo, cổ nhân sẽ nhìn vào ba yếu tố quan trọng dưới đây. 1. Tu dưỡng. Tâm địa lương thiện là bản tính mà mỗi người nên có. Đồng thời, lương thiện còn đem đến nhiều phúc báo cho một người. Phúc báo lớn hay nhỏ của bản thân mỗi người phụ nữ thường thường sẽ được hiển lộ rõ nhất ở mỗi hành vi, lời nói trong cuộc sống hàng ngày. Khi nói chuyện, tiếp xúc với người phụ nữ có tu dưỡng, người nghe có thể cảm nhận thấy rằng họ nói không nhiều lắm, nhưng từng lời đều là trí tuệ. Từ ngữ không nhiều lắm, nhưng mỗi từ đều tựa như châu ngọc. Phụ nữ tao nhã không nhất định thể hiện ở vẻ đẹp trang điểm bên ngoài, mà là toát lên một vẻ đẹp có sức hút mị lực từ bên trong. Trong cuộc sống hàng ngày, có thể nhận thấy vẻ tao nhã của họ thể hiện ngay từ trang phục, vừa giản dị, gọn gàng nhưng cũng không mất đi vẻ thanh tao, tinh tế. 2. Ngôn ngữ. Cổ nhân dạy rằng phải tu khẩu đức, bởi vì lời nói là xuất phát ra từ tâm, tâm niệm vừa khởi thì trời đất đều biết rõ. Cổ nhân ví rằng, ở trong chùa, nghe thấy tiếng nhạc kinh Phật thì giống như nghe thấy âm thanh từ trên thiên thượng, trong mây vọng đến. Còn trong mệnh lý học thì nữ nhân có giọng nói trâu tròn ngọc sáng, được xem là nhất định có phúc khí. Người có giọng nói hay, đẹp, nhẹ nhàng mà mượt mà tròn đầy thì nhất định là người chú trọng tu dưỡng. Một giọng nói không quá the thé, không quá đanh thép và không quá thô ráp, được xem là giọng nói của một người phụ nữ tràn đầy sự dịu dàng, nhu hòa và mềm mại. 3. Tướng mạo, tướng mặt. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành, hòa ái, dễ gần, tào nhã thì đều là những người phụ nữ có nội tâm lương thiện. Cho dù khuôn mặt của họ không xinh đẹp xuất chúng, nhưng rất ưa nhìn, khiến người tiếp xúc có cảm giác đáng tin cậy. Người có tướng mạo hiền từ, tâm địa lương thiện thì phúc báo nhiều. Cho nên, phúc báo của một người phụ nữ là có thể hiển lộ rõ ra ở tướng mặt. Kỳ thực, phúc báo và tướng mạo xinh đẹp của một người phụ nữ không phải là đến từ các yếu tố bên ngoài, mà là đến từ tự bản thân nội tâm của người ấy. Phúc báo là tự bản thân mình tích lũy, nó đến từ thiện tâm, thiện hạnh và sự cố gắng tích cực. Thậm chí, nó đến từ những điều rất nhỏ như lời nói và hành vi trong cuộc sống hàng ngày.